Ok, hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em ra đến với video tiếp theo của mấy thúc nhỏ của Bỏ Trái Đất. Đó, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái công trình mới. Thì ấy thì sẽ cài camera ở đây. Mình đang đi săn mặt bằng anh em nhé. Đó, hôm nay tiếp tục là một cái mặt bằng mình sẽ ủi và làm bằng ben. Thì lúc trước thì mình đã quay ở kênh máy xúc Việt Nam Vlog rồi các bác nhá. Thì là cái mặt bằng này thì nó là đất do xe do anh Sơn với lại chú Năng đổ xuống đây. Đó. Thì là bây giờ là mình chỉ cần có chỗ nó bị lõm ấy các bác, mình sẽ bù lại những cái phần nó bị lõm đấy một chút. Đó. Để cho nó cái mặt bằng nó cân đối với nhau. Đây mình lấy đi ra đây, kể cả những cái bên kia nữa là mình cũng ủi các bác nhá. Chỗ đằng dưới này nó thấp hơn này. Anh Sơn anh ấy đang ở đằng sau. Rồi chưa lên được. Thì anh ấy về thì mình sẽ xử lý nốt những cái này xong là sẽ về các bác nhá. Thì sẽ san bằng cái lưng cầu có ít rác gạt nó xuống dưới đi. Đường quốc lộ mà mấy bác ô tô này phóng nhanh quá. Bên ngoài này là đường quốc lộ 2 các bác nhá. Ra sẽ ủi cái chỗ này. Mặt bằng nó sẽ hơi dốc về đằng trong này các bác nhá. Không phải nó dốc ra ngoài phía ngoài kia đâu mà nó dốc vào trong này đấy. Có dây điện ở phía trên. Dây điện phía trên cho nên là mình phải duỗi cái cần nó ra. Cái của mình khi mà làm như này
kết hợp với di chuyển là nó bị lệch di chuyển quá. Còn một đường này nữa thì mặt bằng là sẽ cân các bác nhá. Đầu trên này thì không cần nữa, bây giờ mình chỉ cần lưu thôi. Bây giờ mình lưu cho nó nét xuống là ok. Phần dây điện phía trong kia thì mình sẽ lưu riêng các bác nhá. Lưu thêm một lần nữa. Anh Sơn anh ấy không đi chuyển máy em Hạnh mà anh ấy đi đâu không biết. Sẽ chuyển vào trong kia các bác nhé.
quá kìa. Nhưng mà anh em đang đánh máy xuống dần à. Bây giờ mình sẽ chuyển ra người về bên ngoài này nhá. Cảm nó đấu sắt vụn. Mua nốt cái phần bên này, cái này phải dối cần ra để cho nó khỏi bị có dây điện. Cái này nó có một cái dây thông tin rất là thấp. Tí chỗ này. Mà đi bán này lên ngay đây này. Lấy xe đặt lên chở lên ngay chỗ đầu cầu này. Có một đại lý to lắm. Hãy đi xong anh hãy nốt cái này. Bia. Đó thế còn cái này. Cái nào? Cái đống này. Cái này bây giờ bác ấy đang đục còn chưa có cống, đang lắp cống đâu. Mai ủi tí xong thì nó lắp vào cái cống mà. Em để quân cái này nó chở đi. Hả? Chắc phải cuộn cái này nó mới chở đi. Bo cái V kia vào cho nó bằng ra. Nhổ nhiều quá nhưng mà nhổ lên dài. Chống sét à? Dạ. Chống sét à? Đi ạ. Bo nó vào cho nó bé vào. Bo nó vào cho anh em nhé. Ok đâu quá chứ, này làm cái video ngắn này đó. Đấy. Quay lại cho anh em xem. Nhưng mà mặt bằng này nó sẽ hoàn thiện dần dần, nhưng mình không thể là làm trong một chốc một lát mà rồi nó xong rồi. Như thế này thì cũng coi như là tạm ổn rồi. Ok nhá, chào anh em nhá.